Không có con đường thành công nào dành cho kẻ lười biếng. Thành công luôn có bóng dáng của sự nỗ lực nào đó. Nếu mỗi ngày các bạn bước những bước chậm rãi và vững chãi, thì đến một ngày, bạn sẽ đạt được mục tiêu mình đề ra. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm một cái gọi là cơ hội. Thị trường tiếp theo sẽ là ở đâu? Tôi khẳng định với các bạn, thị trường Việt Nam là thị trường tiềm năng nhất trong thời điểm hiện tại. Tôi cảm ơn các bạn đã khiến cho thị trường Việt Nam tốt như thế này, tạo cơ hội cho tôi một lần nữa quay lại thị trường tại Việt Nam. Chính những người leader là người tạo ra thị trường này. Những người leader là người được tạo ra từ các sự kiện lớn. Chính sự kiện này sẽ giúp các bạn tiếp thêm dũng khí, tiếp thêm năng lượng và sự nhiệt huyết để trở thành một người leader. Trong 3 ngày của sự kiện này, các bạn sẽ học được nhiều điều và sẽ trở thành những người leader xuất sắc nhất của thị trường Việt Nam. Các bạn hãy cùng tôi chung tay xây dựng thành công. Ai sẽ là người dẫn đầu thị trường này? Không có gì có thể ngăn cản được các bạn. Người tiếp theo sẽ chính là các bạn. Let's go, Việt Nam!